Chiếc xe đạp mua xong chỉ muốn trả về nơi sản xuất. Mình có đặt một chiếc xe đạp mà 2 tháng trời không ai giao cho mình. Nhắn tin cho shop 5 lần 7 lượt shop không trả lời. Nổi điên quá cho nên mình kêu trả cọc lại đây, tôi không mua nữa. Thế là shop mới công đích lên gọi điện cho mình kêu là thông cảm nha chị này kia các thứ. Và mình phải đợi thêm 15 ngày nữa, tổng cộng là 2 tháng rưỡi mới nhận được xe. Cái đoạn này vẫn còn vui vẻ tại vì nghĩ là bên trong đúng là chiếc xe mình đang chờ đợi, cho nên rất là nhiệt tình mở ra. Ad cool đứng hình mất 5 tháng. Ủa, mua xe màu đen mà sao lại màu hồng? Này là muốn trả xe lắm rồi đó, tại vì không những sai màu mà còn không có hình dáng nữa. Cái đoạn này chắc cũng có nhiều bạn nói ủa màu hồng đẹp mà, nhưng mà tôi thích màu đen. Tôi thích đi xe đạp màu đen. Giao cái màu hồng tôi không thích tôi quạo được không? Tôi nổi điên rồi đó. Mặc dù là không thích một chút xíu nào hết, nhưng mà shop nói là bây giờ mà trả lại thì shop sẽ chịu phí rất là cao, cho nên thôi mình cũng vui vẻ mà mình nhận xe. Đó thì mình lắp ráp các thứ nè, shop đã lắp sẵn cái bánh sau và cái dây xích cho mình rồi. Mình chỉ cần lắp những cái bộ phận cần thiết vô thôi. Nhưng mà tới cái lúc này là hết thông cảm được rồi nha má. Cái phần này là shop đã lắp sẵn rồi, mình không có đụng chạm gì vô hết. Mà mắc cái gì đạp nó cứng ngắc cả trời. Shop nói là cái này hư do vận chuyển cho nên mình đã kêu người tới nhà sửa. Chú thợ sửa xe nói là do shop lắp đặt kiểu gì mà cái thanh ở bên trong nó cong vòng à. Bây giờ phải đem ra tới tiệm sửa, chứ bây giờ chú không có đem đủ đồ, chú chỉ sửa cho đạp nó nhẹ được thôi. Chứ bây giờ là cái bánh nó lắc lắm. Tôi thấy quá là phiền rồi, tôi đòi trả xe. Mà được cái shop cũng có tâm, không cho trả nha mọi người. Cho nên là tôi phải dắt đi sửa. Mua xe về đạp để xả xì chết mà gặp cái này xì chết hơn. Sau khi đạp một vòng thì mình thấy cũng được, nhưng mà bị cái nó lỏng lẻo á mọi người, nhìn nó không có chắc chắn với lại có vẻ nó dễ bị hư á. Cho nên bạn nào đang có ý định muốn mua chiếc này thì cũng nên cân nhắc nha. Nhưng mà xe này được một cái chụp lên hình cũng đẹp, cho nên mình quyết định cởi cái latex của concept chuẩn này ra chụp vài tấm hình sống ảo chơi. Latex này hàng châu Âu cho nên đeo mình rất là yên tâm. Nói chung là lên hình cũng được, nhưng mà nếu bỏ ra bốn củ chỉ để chụp hình sống ảo thì hơi phí.